đi đó đi. Đó đi. Thì hai hai đội đấu tranh. Trường trung học cơ sở nằm bên tay phải của bàn ban tổ chức và khu 6 nằm bên tay trái của bàn ban tổ chức. Quay quay cái luôn tính rồi. Ra ngoài sao vậy? Quan kia quan kia quan kia. Quan kia quan kia. Rồi, tôi mong chuẩn bị nha. Trận đấu đã bắt đầu. Để người ta ra bên hai chạy mình làm mấy người ta. Được không? Được không? Đi, giữ quả thứ hai đi. Lui đã. Đá đi mà lo đá. Đá vô banh mà. Banh để người ta vô hai chạm đó. Bóng trong chân của Duy Nguyên. Bánh tài. Đã biên cho trường trung học cơ sở. Anh Tiền, Duy Nguyên, Anh Thắng, bóng chân của Duy Nguyên. Bên tay, bóng vào, bóng chạm, bóng vào. Bên tay, bóng vào. Những môn Duy Tân rất là xuất sắc. Tâm Tuấn. Phần tay. Lùi đi, lùi đi. Giang lùi đi. Đó đây đi. Đây đây, đây đây. Tâm Tuấn. Tâm Tuấn. Duy Nguyên. Tâm Tuấn. Có thể thấy trường trung học cơ sở thủ rất là chắc. Tiếp tục đi. Đá biên cho khu 6. Văn Tài. Đá biên cho tiền đồng khu 6. Đó là chiếc xa. Rất hay của Võ Duy Nguyên. Võ Duy Nguyên đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tiền đồng khu 6.
tiếp tục đi. Đây. Tiếp tục. Hai người đi, hai người giao bóng đi, sát vô. Đây, đây. Trận đấu đã diễn ra sôi nổi hơn. Văn Tài. Như vậy là tên sang cầu thủ Văn Vĩnh, số 10 của trung học cơ sở đã vào sân.
Bạc gấp cho trung học cơ sở. Bố lên, không. Một pha bánh kim. Trung thống. Đồ gì nó đi mua rồi. Kêu đi đồ lên. Anh tìm ra. Nhiều quá chứ. Không tìm. Hai đều. Đéo. Đó. Là dài cũng không. Chà đó là chân kịp. Văn Tài. Chi Viên. Đã thắng có một cái chi đúng rồi. Tập chọn nó mạnh. Tiếp tục. Hay quá, rồi. Và cảm khá xuất sắc của thủ môn Tuệ Nhân. Lên. Anh Tài. Anh Tài. Anh Tài. Qua xuống đây. Xuống đây bấm lắc này. Và kéo. Cho cô cháu. Đồng nó cao quá. Văn Đạt. Đứng luôn này. Sao anh Thường. Anh Thường. Anh Thường. Đây luôn, đầu má chết bạn ơi. Anh Đạt. Đi Nguyên. Anh Tiền. Đầu cũng nào. Đẩy bật. 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 Đẩy
thắng tay rồi. Trung học cơ sở phòng thủ rất chắc chắn. Cầu thủ Thanh Thâm thay cho cầu thủ Thanh Tuyền. Trong bóng Duy Nguyên. Thanh Thâm là gì đây? Ta không hiểu ý của Thanh Đạt. Đồng số 6. Tiếp tục, tiếp tục. Hai người đi, hai người xét vô. Hai người đi, giao bóng đây. Hai người vô đi. Anh đang chắc kiếm được ao dựng dựng mà nó biên vô mà có sợ. Anh thường. Anh nghe nè. Anh thường. Qua đây. Đi nè. Thì đó con quy mà muốn Trung Thuấn Di Nguyên. Ôi một ba dùng tay cho bóng của cầu thủ Thanh Đạt. Vậy là thẻ vàng cho cầu thủ Thanh Đạt. Đang nói số 2 của số 6. Như vậy trung học cơ sở đã có 3 bàn tay. Cái là mình đây là cầu thủ Phan Văn Vĩnh của trung học cơ sở đứng trước Duy Tâm. Và không rất tiếc cho đội trung học cơ sở. Một pha phản xạ rất tuyệt của thủ môn Tuệ Nhân. Go!
đầu mạnh luôn. Diễn viên bên tài không không đúng rồi, chậm lại xuống bóng và xuất bóng gọt trà của Trường Đạt. Vĩnh Vĩnh ba xịa cao lên chơi. Diễn viên. Trọng tài Nguyễn Hữu Hoàng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Vậy tỷ số 3-2 nghiêng về chi đoàn Khối 6. Rất tiếc cho các cầu thủ của Trung học cơ sở. Như vậy trận đấu tiếp theo diễn ra sẽ là chi đoàn Khối 2 gặp với chi đoàn Khối 8. Mời hai đội vào sân khởi động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.